Ngày 19 tháng 2, Huyện ủy Tuy Phong họp nghe tình hình công tác tổ chức hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Dân, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức hội trại tổng quân năm 2024, lãnh đạo các xã thị trấn và đại diện lãnh đạo các phòng ban đơn vị của huyện đã được nghe ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo công tác chuẩn bị giao quân năm 2024. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến về nội dung, thời gian, cách thức tổ chức các nội dung trong hội trại. Theo đó, hội trại tổng quân năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 26-27 tháng 2, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình huyện. Năm nay, hội trại tổng quân có 11 tiểu trại, gồm 1 trại chỉ huy và 10 tiểu trại. Hội trại diễn ra với các nội dung chính như đón quân lên trại và khai mạc hội trại, giao lưu ôn lại truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, viếng và thắp nhang tại đền thờ liệt sĩ huyện, chương trình sinh hoạt trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, tham quan các tiểu trại, lễ giao nhận quân. Để đảm bảo các hoạt động trong ngày hội diễn ra sôi nổi thu hút thanh niên tham gia, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với huyện đoàn chủ trì thực hiện, đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể địa phương. Với tinh thần đoàn kết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thấm tình quân dân, hội trại tổng quân năm 2024 sẽ tạo không khí phấn khởi động viên tân binh, hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Nhấn mạnh cao điểm tập trung cho công tác giao nhận quân từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 2, đồng chí Nguyễn Dân đề nghị kiện toàn ban tổ chức hội trại với đầy đủ thành phần, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội trại, thiết kế thời gian diễn ra các hoạt động hội trại phù hợp, đảm bảo về thời gian địa điểm. Ông cũng đề nghị đảm bảo cấp điện, cấp nước, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chặt chẽ trại sinh trong thời gian diễn ra hội trại. Các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trực quan về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.